chân trên bước sao em chờ rồi anh mất mặt mắt nên mơ về trong nào thế vì sao em còn cố vỡ hoài có thương con thế có nói cũng thôi có thương khi yêu luôn đang cười làm chi em hơi em để qua em để thank you.
cuộc sống. Có đắng cay nào mà em vội vàng qua mau. Người đàn ông đang đi với em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Người đàn ông đã đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu không ngay từ em yêu một lần, em cũng cần cứu nhau sai. Nếu sao ngay từ sai thì thôi thay, anh vẫn chờ anh sống. Và ngay sau đây tôi muốn hát một bài hát mới kẹt sở em. Đây là nội dung của bài hát của một người đàn ông không có gần gia đình ở nước xa và lúc nào cũng mong ngày về để gặp lại cha mẹ mình và hàng xóm anh chị của mình. Và bài hát mới luôn nha, tất cả anh em đây là những người đầu tiên nghe bài hát ngày hôm nay luôn. Thì về làm tới tuần sau mới phát hành nữa, nhưng mà cho mọi người nghe trước luôn nha. Ok, bài hát tên là Xuân Về Nhớ Em. Cánh hoa phai tàn xưa xuân người.
cây nếu treo cao trà pháo, em hơi đi son màu áo, sang đời dựng chung cho nhau. Xin khấm sông ngày hẹn đến xuân sau, khi đó anh về mình đã bên nhau. Bao nhiêu yêu thương hoàn thế, tay chặt tay nhau dạng dỡ để ta ngồi đến mong chờ. Thank you.
yêu quán phạm tình xuân. Đàn trẻ được lên cho một anh trai sẽ phát về cho ta áo bôi. Bao ngày xuân đi về sông riêng, còn biết không về mẹ chờ em chung. Nhưng nếu có về bạn bè thương chào xuân chốn này, không lẽ riêng mình đẹp không? Mẹ mời con xuân này đi ăn nhà. Bao vui trái cùng chào xuân chốn này, không lẽ riêng mình đẹp không? Mẹ mời con xin em. Hey!
lần hôn lấy em và anh nói lên câu xa từ mai về sau còn nhớ tên nhau hay là mãi mãi từ đây nhau thật rồi nhớ. Tình nhạc phải
buổi chiều thì nó sẽ giúp chúng tôi bên nhau tâm sai. Mình đã vượt qua nhiều thương đau. We'll be right back.